sẽ truyền hình trực tiếp lễ truy điệu Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ. Giáo hội Phật giáo Việt Nam quyết định tổ chức lễ tang Đại lão Hòa thượng Đức Pháp Chủ Thích Phổ Tuệ theo nghi thức cao nhất của giáo hội. Lễ truy điệu sẽ được phát sóng trực tiếp trên truyền hình và trên mạng xã hội. Tin từ Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tối 22 tháng 10 cho biết, truyền hình An Viên sẽ thực hiện sản xuất, phát sóng trực tiếp lễ truy điệu Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Đức Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam vào 9 giờ sáng 24 tháng 10, nhằm ngày 19 tháng 9 âm lịch, năm Tân Sửu, để các tăng ni Phật tử người dân trên khắp mọi miền trong và ngoài nước được bày tỏ lòng tiếc thương, thành kính tới Đại lão Hòa thượng. Lễ truy điệu được truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình An Viên BTV9, truyền dẫn trên các hệ thống truyền hình VTV Cáp, SCTV, HTV và phát trực tuyến trên các mạng xã hội chính thống của Giáo hội Phật giáo Việt Nam như Fanpage, truyền hình An Viên, Phật sự Online, mạng xã hội Phật giáo Buddha. Tới nay, ekip kênh truyền hình An Viên đã hoàn thành triển khai công tác tổ chức sản xuất với 10 camera flycam và hệ thống truyền dẫn tín hiệu tại Tổ đình Viên Minh, nơi sẽ diễn ra lễ truy điệu. Sau lễ truy điệu, kim quan Đại lão Hòa thượng sẽ được cung thỉnh nhập vào bảo tháp trong khuôn viên Tổ đình Viên Minh, xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, Hà Nội.